là đồng hành với Hằng là cũng là anh Danh và anh Mía. Bữa nay á là đi cái gì việc 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 á là chịu hứa với chị Hằng vô đây anh Danh hứa với Hằng á là khi Hằng đi Việt Nam về thì việc sẽ theo Hằng đi lên trên bờ để kiếm Hằng kiếm chớp cho làm và kiếm mướn phòng cho ở để tạo dựng một cuộc sống mới, tại vì việc nói là việc thích chạy xe giao thức ăn đó. Hoặc là chạy Uber thì việc việc nói là việc ok chịu hết. Hằng chỉ nói mình tại vì lâu nay thì thật sự khi xuống giúp anh Thiện Mấy á thì anh Nhanh phải quay xe đậu đàng dạ hoàng lại. đọc xe rồi Khi xuống giúp anh Thiện á thì việc đều gặp Hằng nhưng mà à khi sao rất là xa lạ, mỗi lần Hằng Hằng thấy việc là việc việc né qua chỗ khác tránh chứ không có hy nghĩ là hy nghĩ là người lạ đó, hy không dám tiếp xúc á. Thì khi mà cái ngày mà anh thật sự Hằng đưa anh Thiện lên bờ thì Việt cảm thấy ồ giống như sao có người giúp như vậy, thì vô đó đi anh Nhân, thì giống như Việt ngạc nhiên vậy đó. Rồi từ đó Việt mới có nhìn Hằng với một cái cặp mắt là giống như thân thiện. Thì qua mấy ngày lâu rồi hổng gài thì tìm không có được, cho nên khi mà Hằng hôm qua tìm được rồi, Hằng nói chuyện một cái lần đầu tiên thì Việt chịu hết là chờ Hằng đi Việt Nam về, tại vì Hằng nói Việt là Hằng đi Việt Nam tuần sau Hằng đi Việt Nam và đi tới 4 tuần Hằng mới về, và khi Hằng về thì Hằng sẽ lo cho Việt đi lên trên để kiếm chỗ ở và kiếm một cái công ăn việc làm cho Việt, thì Việt chịu hết. Và hôm nay thì Hằng nói là để dẫn Việt đi cắt lại cái tóc rồi dẫn đi ra ngoài tập cho tiếp xúc với một cái cuộc sống ở bên ngoài, với cái người mình đi ăn uống đồ ngồi với người ta để cho thấy cảm giác con người mình thấy giống như được cũng được bình thường giống như bao người khác, để Việt nó khỏi có mặc cảm. Tại vì Hằng thấy cái mặc cảm của nó rất là lớn, khi nói chuyện nó cứ cúi mặt, nó không có dám nhìn thẳng mình. Thì khi mình nói chuyện thân thiện với nó thì cái cách nói chuyện nó rất là hiền lành luôn. Mình thấy nó nói chuyện rất hiền lành, từ tốn, chứ không phải là chửi thề, không phải là giống như là lu su bu nói lăng nhăng đó. Nhưng mà thì tiếp xúc lâu hơn nữa thì chưa biết sao, nhưng cái ấn tượng đầu tiên khi Hằng tiếp xúc nói chuyện thì Hằng feel được cảm giác cái tánh em nó rất là hiền, nói chuyện rất là hiền luôn. Rồi hôm nay thì Hằng đem mấy cái quần áo giày dép mới mới giày của nó là tới 10 rưỡi, cho nên mấy cái giày từ thiện ở nhà không có cái size lớn, sáng phải đi mua đôi giày cho nó để cho nó thay bộ đồ sạch sẽ để nó đi ra ngoài với người ta, mình dẫn ra ngoài đi ăn đi cắt tóc đồ sinh hoạt giao lưu lại với cộng đồng bên ngoài. Ok rồi bây giờ đồng hành với Hằng là anh Danh và anh Mía. Ok let's go nha. Let's Ok go. còn bay cái gì đâu, ông này tối ngày đau bụng hoài, bây giờ Hằng nói không nghe nha, Hằng không có hù. Ok bây giờ á tuần sau anh điện vô Kaiser đi ha, từ thứ hai phải điện thoại Family điện vô Family Doctor và nói mình muốn lấy hẹn đi soi ruột, thì không phải anh lấy hẹn có liền đâu, cả tháng Dạ, sau cứ lận, chờ. nhớ chưa, cả tháng lận phải làm liền nha anh Danh, đừng có coi thường nha. Yeah. Đó đau bụng hoài, ăn vô là cứ chạy đi đau bụng, lúc nào trên xe Hằng đi á cũng có cái thuốc tàu mà Hằng nói không có tốt, đừng có như vậy, mình phải đi bác sĩ, mà để hoài như vậy lâu là khi mệt đó. Ok Yeah. rồi bây giờ let's Let's go go. đi với Yeah. Hằng. Rồi cùng đi trên con đường này cũng giống như một cái con đường, cái ngày mà những ngày mà đi đón anh Thiện lên bờ thì cùng một con đường với của Việt luôn nha cả nhà. Rồi Việt và Thiện là đôi bạn thân. Nhưng mà với một điều hôm nay Hằng đi Hằng không có dắt Thiện theo, tại vì Hằng không muốn cho nó gặp Việt lúc bây giờ. Tại vì Việt lúc bây giờ là Việt nó đang còn ở dưới suối, mà hai đứa nó gặp nhau, nó liên lạc lại với nhau thì nó xuống suối. Cho nên khi nào Việt lên bờ anything ok thì hãy cho hai đứa nó gặp nhau. Đang nấu ăn. Nó đang nấu ăn hả? Lại Barbecue. em kêu nó thay đồ rồi. Rồi ok, coi nó đang làm cái gì, nó ở trong rừng vậy đó, cuộc sống của mấy người ở trong rừng. Nhưng mà khi hôm qua nói hỏi chịu nghe lời chị Hằng đi vậy không chịu, chịu liền á, không nó có không cần từ từ chối, chối, không nó không cần suy suy nghĩ. nghĩ gì hết, là coi như là cái đó là cuộc sống bắt buộc nó phải ở gì đây thì nó mới ở, cho nên là nó không cần suy nghĩ. Đi được. Ừ Ok. còn ví dụ như mà nó thích quá ở dưới đây là nó phải suy nghĩ, còn cái này mình nói một cái nó chịu liền à. Việt ơi,
Ủa ông Cường á, ông Cường nấu ông Việt đó rồi. Hả? Ông Cường sáng nấu gì vậy trời? Ông Cường thì vui lắm nha. Nấu gì vậy? Ông Việt còn ngủ hả? Ờ xe nó đây nè, vậy là nó còn ngủ rồi. Ông... Rồi mấy xe mừng đồ nghề sửa xe. Ai nó hả? Ờ. Nó đâu rồi? Nó qua là giờ nó xuống với thung lũng gì tình yêu của Khánh. Nó xuống thung lũng tình yêu nó làm gì vậy? Hút thuốc phiện với Khánh Ly gì vậy đó. Ôi là trời, xuống thung lũng tình yêu hút thuốc phiện với Khánh Ly. Bây giờ mới bắt được mấy con dế luôn rồi. Ông nói nó giỡn, nó đi bắt mấy con dế. Ôi là trời, đốt củi vậy hả? Đốt gì ấm ha? Ủa hôm qua kìa có lấy đồ, có đồ mặc vừa mới à, mặc sạch đó. Mặc rồi giặt ông nội ơi, mặc rồi giục xong mới mốt có quần áo mặc. Ủa ông Quyệt rồi, kêu nó lên thay quần áo coi. Quyệt ơi, Quyệt, where are you? Ông quýt sáo, ông Cường quýt sáo để ra dấu hiệu cho ông Quyệt kìa. Ủa con gà này sao nó cứ nằm đây vậy, nó có bị bệnh gì không? Hả? Bảo vệ. Sao nằm y một chỗ gì kỳ vậy? Thiệt hả? Hôm qua giờ nè nằm y gì làm sao ta? Nhà có nói là gì đó. Ủa ông Việt, ông Việt ở đâu rồi ông Cường? Có bệnh gì chữa hả? Ở đây tốt. Xe nó đây mà nó đi đâu vậy? Thức dậy. Đứng thức ngủ thức. Sáng kêu nó thức dậy kêu gì? Thức dậy. Ủa nó trong phòng hả? Đừng nói là nó đi đâu, đi tắm hả? Ê, ông đốt củi nha, ở đây mấy bình xăng nè. Bình xăng có một việc chạy xe nè. Hả? Cái gì cháy? Đốt cho ai hút thuốc lá hay gì, cái gì vụt xuống cái bãi cái nó cháy. Xong dập tắt rồi gì? Đến sáng mai mà nó còn cháy tắt hết luôn rồi, ai mà thấy tắt hết sáng mai cháy rồi một cái lỗ ở dưới rồi rồi xong rồi nó ấm bên ba cái bồn khói ở bên cạnh đó. Ừ, nóng quá còn chai bể răng à giữa rồi thấy mấy cái mền đó không về thấy cái chai cái hộp cho ông lập giống người chơi á lại cái chai răng nóng nó bể răng á miệng chai á có cái gì không sao không sao chai nấu được không có đen quét rồi đang quét mà ổng nói ở đây mà quét vui lắm, quét nhà đó vui lắm, ai muốn quét thử không nóng quá bể chai à rồi xí cổ à cái bãi chai văng vô mặt là thiêu á. Ông kêu nó kêu ông Cường. Khi đậy nó lại nó ông Cường, Cường. Quýt sáo kêu ông Việt ơi. Quýt sáo ơi, quýt sáo chứ. Quýt sáo rồi. Có áp bị không? Cũng nghe á, bị điếc. Cái này à, suối nhỏ. Suối sức nồn. Nghe nhạc kính phòng hay sao? Áp bị uống sức nồn. Ê, ông kêu vậy là nó biết rồi hả? Dạ, nó biết hả? Kêu vậy là nó biết rồi. Đừng quá, xong tham thôi, chứ ai mà biết. Thôi đừng quay nó vô rồi. Nó đi ra rồi, chắc đi toilet hay gì rồi á. Chắc hồi khi nó đi toilet. Ê ông Cường ơi. Ê ông Cường, ông Cường. Ủa hình như là ông cũng ngủ trong đây với nó hả? Có mình ngủ với nó ai. Ủa vậy Việt cũng ở đâu? Nó dưới coi cái camera đi vòng vòng dưới này coi nó người ta. Ồ, vậy là thằng Nguyễn nó không phải ngủ đây hả? Không, nó yêu thích người ta, nó người ta nể nó lắm á. Người ta nể nó lắm hả? Ờ. Sao người ta nể nó vậy? Nó giống như cái trưởng cái trưởng gì nam trưởng nam gì đây á. Ờ, nó là trưởng nam ở đây hả? Ờ, xuống nó thăm mà đừng quá tôi nói nó xuống cứ xuống đó. Vui lắm, chỗ nó rộng rãi mà nó sạch sẽ có mũi rồi. Dạ, có ai để ăn không? Hả? Để ăn không? Tôi đâu có cái chuyện đó. Mình ở anh còn dắt đi. Đi dắt đi coi. Dắt cái gì mà dắt? Đi xuống con đường này nè, tôi thấy dắt đi xuống con đường này à. Đường nào? Đây rồi. Rồi nó băng qua, đây cũng chẳng có ai tôi đi. Nó là trưởng nam. Ông Cường nói nó là trưởng nam, trưởng nữ. Phó trưởng thì dắt đi. Ờ. Cho nên ổng nói là người ta nể nó lắm. Không biết nói trưởng gì nữa. Trời ơi, gió lạnh chết luôn á. Tắm ở chuồng, tắm đi. Ông hỏi chỗ này tắm ở chuồng được không? Quá trời, sao nó đi đâu mà nó ở thuốc ở trong rừng sâu nước thẳm gì đây. Hả? Tưởng hôm qua tưởng ở cái thêm đó với ông.
phải không đó, ông dẫn tào lao đó, không có đâu, chắc nó đi đâu, chắc nó đi đâu đó. Trong tử học rồi, tôi ở em thì tử học rồi, ở đây có tôi đem cho cái áo lạnh này nứt vô nè. Đâu có đâu. Kìa kìa, cho anh chậm phải không? Ờ, chơi nó. Ủa, cái xe nó ở nhà hả vậy? Cái ngoài xa hơn một chút. Đó, thuốc ở trên kìa. Cái nó có một cái người, cái nhà đó. Ở với bạn gái hả? Có không, anh Cường? Có, phải ở với bạn gái không? Không, không ở với con gì á. Ở với con gì? Rất bí bồ ấy. Nguyên ơi, phải nó không? Ông dọn đi rồi, ông nghe cái. Ủa gì ai đó vậy? Kìa có cái ai khum khum mà. Ông đâu có mập vậy vậy? Ơi, Bác Minh. Phải hả? Ông xin Mr. Vic ha. Vic, the one right golf course. Ông Cường nói mấy tào lao, Vic có đi đâu á? Ở dưới anh chờ chú. Chờ này như gỡ xe đạp rồi đó, nhúng. Mr. Big, ông nói mẹ. Mr. Big, ride the scooter. Yeah. Mr. Big, ride the scooter. Ờ, tiếng Anh cũng dữ lắm rồi. Vô. Thôi, không có người khác. Bà chú cũng về rồi. Bữa khác. Tại mình hẹn với nó 1 giờ. 1 giờ, giờ chưa 1 giờ quá. Chưa 1 giờ, thôi đi chút nữa đi. Đứng ngay trời không? Đi xuống dưới trời chứ. Mà giờ con dẫn đi tào lao nè. Con dẫn đi coi cảnh. Cái dòng suối này nè, cái bên đó là mấy lần của con Andy đó nha. Cái nhà đó, em coi cái kênh đó, thấy á. Dạ, rồi bây giờ nè, rồi đó nước dữ lắm, bây giờ không còn miếng nước. Đây thì nó có cá bự, không có miếng nước. Bây giờ không có miếng nước luôn trời. Có cái nhà nhỏ, nhỏ bên đây vô bài sông rồi. Dạ, không biết nữa, nó trôi mất rồi lúc trước rồi. Kìa, sạch xuống mấy miếng ván gỗ đó. Ờ. Rồi sao anh thấy nó chạy ngang nhà chị? Dạ. Dạ. Nó đi lỗ xanh, nó lỗ xanh rồi may là. Ờ, bữa nay chủ nhật nó ở nhà, quên. Nhưng mà đi suối thì không có ngủ, tụi nó đi. Mình đi suối thì không có ngủ. À, cái này thì bởi chị nó sống. Không có sắp dạy thờ. Cái nhà nó sắp hết trời. Mà cầu thang đi. Con gà gà kêu rồi cũng cần việc về, gà kêu á. Gà gáy á. Ờ, cũng nhà về. À, lấy mấy củ khô rồi này về đốt nè. Cũng nhà về cũng cần. Đi vô gần nè, thấy không? Hồi mấy lần thì đi vô gần kiếm thiện. Nhớ không, cái cảnh này giống trước cũng đi rước thiện không? Ờ. Bây giờ tới cũng cái cảnh này đi kiếm việc. Tại mình hẹn với nó nhưng mà chưa tới giờ, mình tới sớm. Chứ nếu mà đúng 1 giờ nó có mặt đó là nó cũng không thất lời hứa, phải không? Con sóc chết, bị cái gì cắn đó. Thì con gì cắn. Kìa, như nó trên chạy xuống rồi, phải không? Đời Xuân, có việc ở bên đó không vậy? Nhỏ tiếng quá, người ta nghe. Thôi, đúng to, nó khen, mà nó cũng nghe không? Sáng ăn gì chưa? Áo được cái làng nè. Ok, chắc nó đi mua đồ ăn về đó. Ờ, mặc tá nộ, cầm cái đi mặc tá nộ. Dạ, yeah. Đi mua đồ nộ. Thay cái áo rồi vậy thấy chứ. Đó, để kêu nó thay đồ, kêu nó ăn xong đi rồi thay đồ. Ủa, vậy ông Cường ăn gì chưa? Hồi nãy. Ờ, có cái chicken beef ở ngoài xe hả anh nhé? Ờ, đi ăn ngoài sáng giờ chứ, chạy chưa? Cầm miếng ăn còn phân nữa. Đi vô tập thể thao mà không có cái lốc cơ sở quá. Mua 3 cái. Nó mặt tan rồi mua. Mua để coi nó có chồng mua cho ông Cường ăn không nha. Về tới nhà lấy dặn ra đi. Kìa có 100 đồng hôm qua đó, để coi coi mua còn nhiêu. Nhiều khi nó mua cho ông ăn đó ông Cường, để coi nè. Cầm ai đi nước nè. Nó thảo ăn nó mua mà tôi cũng biết ăn đó. Cái gì mà kịch nước rồi vậy. Ồ, nó kìa ông nói nó thảo ăn lắm mà ông không biết ăn mấy cái đó. Chứ kịch nước kìa. Chứ kịch gì? Nước kịch. Nhớt, không phải cây giả hay gì đó. Cái chân nó kìa. Dạy, thôi phải, ướt không chân. Đúng rồi, chứ kìa, đúng á, ông nói sai á. Ông nói chicken nugget.
rồi nước nước khi nước nó nói lộn lưỡi nói thành qua cái kia đó về chị à chị Thăng nè cầm có đi đâu qua đó chú Việt đúng rồi chị Kim nói kìa đây là Giang Sơn của ông Cường với ông Việt từ từ giao tại vì lúc trước có ông Thiện cái nó chơi với ông Thiện cái giờ không có ông Thiện nó chơi với ông Cường cho nên hôm qua nó nói giúp bạn nó lên với là ông Cường nó trời ơi ông đó giúp rồi đó à, cầm hai đi anh đi cà phê nước ngọt ủa đi mua chai uống vậy Giang Cường bây giờ khỏi quá đừng đốt luôn Cường ơi đi mua đồ ăn hả đi mua nước uống hả hả ờ cho em một cái với cho ông Cường một cái kìa ông Cường uống đi nãy giờ đi ra mua đồ ăn hả đây kìa lấy giày dép quần áo thay đồ đi chị chở đây quần áo đâu trời đất coi nó nhất định nó đeo cái áo vũ cơ hàng của nó dài thử coi vừa không xây 10.5 luôn á chị mới mua đó tao dựng dục cái hộp thay đồ đi thay đồ đi có giấy ướt rồi trong đây nè lau mặt lau tay nguyên bọc quần áo nè Việt có quần thay đồ rồi hả mang giày vô đây chắc vừa mà thêm nè ha Đi thử à. Vừa. Nào. Thế nó hát rồi. Nó đi đâu? Chờ tí đó. Quần áo chị đem mặc đồ khác kìa, thay quần jean. Rồi nhớ là tóc nó dài quá. Cái túi đó. Rồi có giấy ướt lau tay rửa mặt rồi đi. Trong có không? Có ừ. Luôn trong đó. Áo vũ cơ hàng. Cái áo này nhất định sao phải chồng cái áo này vô vậy đây nè. Làm áo vũ cơ hàng. Ồ mùi xăng quá vậy. Wow smell gas. Cái những trái á. Có kiểu cá xe nữa. Có cái chai hand sanitizer đó em lấy em rửa. Ở trong đó inside. Dạ, yeah, rồi kem đánh răng nữa, súc miệng rửa mặt đi. Mình chải luôn. Ờ lấy cái đó rửa. Để chở đi ra ngoài được với người ta. Đi được đi hớt tóc, đi ăn đi uống rồi với người ta. Bao lâu rồi em không có đi ra ngoài như vậy? Lâu rồi. Lâu rồi. Lâu rồi đó. Đùm chìa khóa gì mà nhiều dữ vậy? Rồi mới lắc. Ồ, cái chiếc xe đó không bao nhiêu chìa khóa đó hả? Ờ, nó lấy pin rồi, nó lấy nổ xe rồi, nó đẩy xe nữa. Ông Cường đi không? Đâu? Mà mình mãi ông cỡ này hôm qua lấy quần áo đâu thay rồi lau chùi rửa sạch sẽ đi chở cho đi luôn. Thôi đi đâu? Thì chở đi ra ngoài. Ngoài em gì thôi không đi phụ hàng. Không đi hả? Quay. Tính đi đi sang Carlos đi vô chỗ tiệm trà. Đội chuyện trời đất không Santa Carlos. Santa Carlos biết chỗ không? Santa Naro á. Đâu xuống dưới lấy gì? Hả? Xuống dưới lấy gì chứ? Nghe nhạc cha cha gì dưới đó. Mà đòi thứ dữ không mà ông nội ơi. Đòi thứ dữ không? Nghe nhạc cha cha nữa. Nghe này, nhạc cha cha. Cái này giới thiệu máu bài Thượng Hải em đi cho. Ông đó là sang cha lốt gì cái tên của ông á, ông quánh xin chị cha cha mà. Giới thiệu với em đi. Trời thấy thấy rồi. Thấy bỏ vô em nha. Như dòm thấy. Không có. Không phải. Ờ nước rửa tay. Nước rửa tay.
Ủa nhà hết nước rồi hả? Kìa có một bình nước nè. Mới mua tặng cho đó. Ai mua? Tôi không có bình, không có tính đi mua bình mà đạp xe đạp không xách cũng đâu được. Mà cũng phải mua chứ. Mà cái bình này uống ngầu luôn á. Giống như nước rau hay gì á. Uống ngon á. Nó dày, còn mấy cái bình cát mỏng mỏng uống. Cạo rau quá thì lại hết tóc rồi. Rồi quá là gì mấy cái lá tẩm cái xương. Tẩm nó dài. Trứng nữa, bỏ xuống trứng ăn ngon, nó không bị chín quá độ. Nướng trứng đi. Này hồi mình đi ra ngoài á là mình mẩy mình hơi khói luôn rồi ha anh Danh. Đây nè, tôi đứng nghe khói tôi hứng nè. Điểm bên đây là khói nó đã con kia. Này, kể đi, đang muốn cho nó ấm, lạnh gần chết. Không phải khói thì mấy cây cũng lá này, đừng đâm mấy cái mấy cái lá với cái nhựa, mấy cái nhựa nó ra khói chứ đâu có cái vỏ hay cái cây đâu ra khói đâu. Dạ, họ cạo rau quên đem cái cạo rau cho nó để đi hết tóc rồi ta cạo rau cho. Còn miếng thuốc cạo râu nè. Cạo râu à. Có đồ cạo. Ở đây có luôn nè. Shave cream nè. Mới luôn hả kìa. Mới ở nhà thờ. Cây cạo râu á, có cây cạo râu không? Thằng quên thích cái cây cạo râu cho nó. Có cách shave cream nữa. Chim không? Chim có như cái vịt nó tới nữa, mấy con vịt đó. Gà cho chim ăn không? Này đi lượm về á, mấy cái này ra nè. Gà để kia cho ra. Không mấy cái nhà lấy bồ đây thấy mình đi quan đàng hoàng luôn. Lấy giấy đó lau mặt rồi cho sạch luôn đi Việt. Lau tay, rửa tay gì nhiều vô. Lấy cái hand sanitizer rửa nhiều vô. Rồi thay đồ khác. Thay đồ mới, đồ sạch chị Hằng đưa áo sơ mi mặc cho đẹp. Em thay đồ này không được không? Năm mặc tao. Không, em phải mặc đi lên xe đi cho nó sạch sẽ đẹp trai. Năm mặc tao. Sao vậy? Mặc vậy đi đó, nó, đồ nó dơ. It's not my style. Mặc sao? Hả? Làm sao? It's not my style là... Cái này được mà, em không... Em không thích đó hả? Em áo đồ này không? Em không thích mấy này hả? Em không thích áo đồ đó. Vậy em mặc sao? Đây có áo thun nè. Nè, áo thun luôn nè. Nè, vậy em thay cái áo thun này đi. Nó em mới giặt đồ vô. Đồ đó là đồ em mới giặt hả? Nhưng mà chị muốn em mặc mấy cái quần này nè, nhìn cho sạch sẽ, quần này quần mới nè. Chín á. Nhìn chín. Namaste. Vậy đó, not your style. Nhưng mà cứ mặc cho sạch sẽ là được rồi. Bây giờ cái áo lạnh đó nó cũng dơ rồi kìa. Phải không? Mặc gì dơ việc. Trời ơi, cái style nó không phải vậy. Style nó là mặc xệ đích đó anh Danh. Tuổi trẻ. Mà mặc lại quần jean gì đi cho nó đẹp nha. Không phải cái style của nó đâu mặc. Hả? Cái này lâu mà con bá phát con chùi răng luôn được á, bỏ vô miệng miếng vô miệng á, ngâm cái chùi cái răng nó trắng tinh luôn. Ôi là trời. Giấy chùi tay chùi răng nó trắng tinh nha. Sao mà phay lại cái mặt mình chứ gì? Bây giờ dù lấy mấy miếng xài đỡ, một miếng là xài phê luôn rồi. Chùi tóc luôn cũng được luôn. Đổi thành hả? Thiệt ơi, chuyện tóc luôn rồi, còn sạch hơn nữa. Trăng tóc gì rồi, cái phê sổ. Trời ơi, cái da nó trắng kìa. Phê sổ mấy cúp. Và photo set is for, I get the sunburn. Mặc vậy thôi hả? Cái gì trong bụng nó vậy? Hả? Cục gì đó? Cái này, I love sloppy jacket. Sloppy joe, hamburger.
ở trong đây nè. Hả? Cái này cái béo. Ồ, cái béo. Ồ, cái bóp để đồ hả? Để giấy tờ á. Ồ, nó cứ phủ vô đó nó có. Rồi. Ừ. Anh Trâm hôm qua còn không? Ờ, còn á. Còn hả? Mua đồ ăn còn hả? Vậy là giờ đồ này chê không mặc rồi hả? Trời ơi, nó không phải cái style của nó. Em thì mua thì Abercrombie Fitch and Two Religion á. Ồ. Trời ơi, thích cái style True Religion. Rồi mặc theo kiểu gì? Rồi mặc theo cái style sao? Wear t-shirt and jean. Cái này Nike á. Ồ, cái đó là Nike. Cái này là Nike mà vừa cũ cũng mặc đúng không? Oh my god. Mình style á. Ồ, vậy đó. Chơi True Religion á. Món này mình phải tự đi làm có tiền mình mới mua True Religion được ha. Đấy. Ở đây trước có tờ mấy chui lên trên mà mấy người nào nó cúp hết đó. À. Lấy hết rồi. Anh giấy lâu rồi, lâu mát lắm á, giữ luôn. Lau tay cho sạch chưa? Lau tay cho sạch đi. Có beo nè. Nó mặc cái quần này nó không cần cái beo. Nó không chịu mặc quần jean. Cái style nó khác cái style của Thiện. Thiện thì mặc quần jean này kia, nó thì không chịu. Tay lau ở trên bàn tay kìa, lọ lem lọ lút. Cái hand sanitizer nè. Để, hay là ăn cái tiệm barbecue barbecue á. Chị dắt em đi cắt tóc trước, tiệm là barbecue ở đâu? Bên đây rồi có cái hớt tóc bên đó. Cái hớt tóc ở trên đó chỗ nào? Ở trên này hả? Ờ, chỗ ở trên này hả? Ờ, ở trên line đó. Chỗ đó tiệm gì vậy? Ờ, nó có hot tub kiểu, nó có barbecue á. Ờ, nó có barbecue barbecue. Sức khỏe để chị chở em đi, không sao đâu. Đi chung mấy anh em nè. Rồi, bây giờ chùi tay rồi sạch đi rồi. Bây giờ bọc này Việt nó là không phải style của nó. Thì ra là bây giờ mình xách ra xem. Đưa cho cái style người khác. Ủa, cái chai rửa tay đâu? Lấy ra rửa đi. Ở đây để rửa tay. Rồi ở đây mấy đứa nó tính mặt rồi mà cái có túi từ tùm lum để nó nhét tùm lum vô vậy đó. Nhiều túi. À. Để không có túi thì dây kéo thì ở vậy nó sợ để là mất. Ra tối ngủ cũng dính trong người luôn ha. Để ngoài nó ở. Ra tối ngủ là mấy cái đó cũng dính lên người luôn. Chán hả chứ, cái mặt. Rồi hôm qua về mới đi tắm thay đồ hả? Ờ, nó giặt đồ mà. Đem đi tiệm giặt hả? Ờ, đem lon giặt mặt. Ờ, đem ra đó giặt. Giặt cái chỗ mà Andrew Hill. Ờ, Andrew Hill. Khẩu trang nha, lau hết cái mặt luôn đi cho nó sạch sẽ. Cái râu đó cạo đi nha. Hồi đi tiệm hết tóc cạo luôn đi cho sạch. Ông kia thì dạy bỏ miếng vô miệng ngậm đi trà gan. Mày đặt ánh sáng giả dòng cái xì dòng anh khang khang á, rồi hôm bữa tôi ra tôi đập luôn á, rồi tới đâu tới nó cũng còn khùng khùng giống như mấy ổng vậy đó, dễ đập lắm. Hồi đó tôi xuống đây tôi xuống chơi cho vui thử 6 tháng nằm cái chân cầu á, có gì đâu. Cái chân cầu á, cái chân cầu á, chân cầu con kiến lại nằm bên kia, nằm bên đó không có chuyện gì đó. Mà cái con gì nó rủ rê tùm bậy tùm bại, cái giữ chân giữ gì của mình rồi. Xong đi về cái bà Thina đó, cái bà đưa lên. Đây, Việt ơi. Xin đi veo luôn. Rồi thôi đi nào, anh Cường không đi phải không? Tụi tôi đây. Anh mé là cầm bịch đi mé. Cái dài cắt vô trong không? Lên bà lấy. Cắt bỏ lên đây là.
Khỏi chạy xe hả Việt? Khỏi chạy xe Việt, đi bộ đi ra. À, lấy được vài cất. Bỏ vô cái hộp á, hộp á, hộp công á. Bỏ hộp công, người ta tưởng gì mới, người ta mới dễ ghim đi á. Hay là cất chỗ khác, em bỏ hộp công đem bỏ trong phòng của ông Cường đi. Có lạnh đó, trong đây gió lạnh lắm. Ở đây đi ha, nóng lạnh thất thường nha cả nhà. Mới hôm qua nóng. Mới hôm qua đi xuống dưới đây nóng. Còn bây giờ sáng đi xuống dưới đây phải mặc mấy lớp áo lạnh. Năm nay còn nóng dữ, ấy từng sao nóng 90 độ rồi. 7 sao nóng rồi. Rồi đi lên đường này nè quý coi. Đó, đi cắt tóc nè, rồi tập đi ra ngoài với together như vậy nè. Đó cái mai mốt mình đi lên mình kêu nó comfortable hơn. Đó gà gáy. Cũng con gà đi. Nó sao nó cứ ngồi đó nó gáy miết hả? Việc nó còn ngại. Coi như là tại vì giống như là chưa có còn ngại á, một hai lần đầu á nó còn ngại á. Nó chưa có tự nhiên lắm. À hả. Nên phải tập đi ra ngoài chung vài lần với nhau. Rồi để cho cảm thấy thoải mái, dễ chịu, thấy tinh giống như là tinh thần của mấy anh chị. Chứ mình như thế nào? Ồ, biết đi. Nó chưa ăn vậy chờ chị xuống. Dạ, yeah, tại hồi nãy mình nói là hôm qua mình nói 1 giờ đó. Cho nên nó chờ để đi ăn. Nên ra đó mua nước uống thôi à. À hứa là đúng lời. Hồi nãy giờ đi kiếm là tại vì ở đây đi xuống sớm đi kiếm nó. Chứ mình hứa là mình hứa 1 giờ. Còn bao nhiêu thằng vậy à? Coffee? Coffee bên đâu? Ừ. Động ly thôi à? Ai coffee ở đây? Không coffee. Mà to nọ nó rẻ. Ờ, bây giờ hồi nữa Việt muốn ăn món gì? Barbecue. Ờ, oh, you muốn ăn barbecue. You know the cơm tắm. Vietnamese cơm tắm, the barbecue. Beef. They have barbecue ribs. Yeah, yeah ribs. Barbecue ribs. Korean ribs. I like barbecue ribs. Ờ, oh, ok, cho nó ăn cơm tắm sườn. Đại hàng. Sườn đại hàng nướng. Ờ, đây cơm tắm nướng. Yeah. Ba miếng. Ồ, oh, nó thích là thịt nướng, mình kêu cho nó cái thịt nhẹ barbecue rib. Rồi, lên xe đi. Em ngồi dưới đó với anh Mía đi. Đó, đây là mấy anh em không à. Quà đồng. Là sẽ mai mốt thì sẽ quen. Quen với nhóm. Còn không có đi chung ra ngoài là mai mốt không có quen. Thấy không? Đi tìm nào coffee. Thằng này phi đấy, mấy người ta chạy ra còn người cặp ra. Bây giờ đi qua đây luôn nha. Qua đường là thì nó không nhường mà nó có quyền mà. Xa lắm nó thấy mình cắt rồi đạp ra. Có... Nó không nhường là nó có quyền tại nó vì nó nó có quyền. Thằng Mỹ đen thằng Ấn Độ vậy đó. Táo. Một chiếc cái. Nó không nhường thì kệ đi. Ai, hàng chạy xe hàng cũng không có ăn không có hơn thua nha. Tại vì khi mình đâu biết gặp tụi du côn á, nó làm bậy cái gì các công mình thiệt thòi. Tụi nó nhiều khi những thằng mà nó đâu có khe ở tù là cái gì á. Người đó là nothing to lose. Yeah, người ta đâu có gì để mất. Cho nên mà mình mà sân si với người ta là mình lỗ chứ không phải người ta lỗ biết không. Cho nên đôi khi một cái nhịn chín cái lành là vậy đó. Ngồi sao mà nói chuyện nó giống giống David. Chắc tiếng Việt ít nói. Dạ tiếng Việt ít ít nói giống David. Hiểu mà nói không được, thành tiếng không nói ra. Nói giống David rồi. David hồi trước cũng nói được chút chút tiếng Việt. Bữa kia thấy ba miếng nói chuyện, tiếng nói tiếng Việt cũng nhiều. Tại vì nó nói với bà nó nói tiếng Việt. Tại nói tiếng Việt cũng giỏi nhiều. Thì á nói phải biết trước vậy á, rủ nó chẩn dẫn cho nó đi Việt Nam chơi luôn kệ nó. Mà về trễ rồi. Có việc làm. Giờ bển nghe nó có việc làm, có bạn gái mừng cho nó rồi. Trời đất ơi. Mày, có bạn thương, có thằng lo mày. Cho mà đâu phải nuôi cả đời đâu mà làm biếng không đi làm mày biểu lo sao? Có bạn gái. Nên về bển không ai lo, nó tự lo đó thấy không? Nó tự lo cho nó. Ừ. Đi làm có bạn gái mới có tiền muốn phòng hai người ở chứ. Bạn gái Mỹ. Ê, nhìn tụi nó Mỹ mà, nó đâu có quen Việt Nam rồi.
thấy tế bằng nó thích Việt Nam. Dạ. Tế bằng rồi xong rồi next time để có đi á, ngủ nó trước. À đúng rồi, đang khai nè. Ờ đó không, mấy ông nội ở trong cai nghiện đi, giờ nó ở chùa tập thể trong tù rồi. Bao nhiêu thằng ở tù tập thể mà gọi tôi vậy trời, tụi nó để số thằng trong đầu không à. Chán chẻo mập lại. Rồi vô được bao lâu rồi? Trong tù ai cũng biết thằng Cali. Chết cha nội tôi. Ai ai vậy? Anh Tùng xe mà quen nè. Chết này anh Tùng nữa, ông nội ơi, ông Tùng không vô đó nữa hả? Sao cha mấy cha ở tù tập thể không vậy? Hả? Sao mấy cha ở tù tập thể không vậy? Chết rồi, ở tù thể nè. Em khỏe, bây giờ nè, mấy anh vô đó bao lâu rồi? À, mấy anh vô cũng 3 tháng rồi. Trời ơi, 3 tháng vẫn ở chổng cai đi, đi ra, làm lại cuộc đời. À, ủa, Sĩ vô đó bao lâu rồi? Sĩ vô đó bao lâu rồi? À, Sĩ mới vô có tháng mấy à, tháng à. Ờ, hồi nãy cái ông gọi hàng là ông nào? Hả? Hồi nãy cái ông gọi hàng là ông nào vậy? À, anh Cường mà tài tử ông Cường á. À. Ủa, ông Cường nào vậy ta? Ông Cường này gặp qua cho ta. Em nói như nói anh nè. Ông Cường khắp đi thổ hả? Không, Cường này là Cường này, chắc chị chưa biết đâu, thì em cũng là trong cư luôn á, em cũng không biết hết. Em ở bên chỗ khắp đi thổ á. Nhưng mà em ít có xuất hiện lắm. Tại vì mình ở dưới suối của mình nói như nói bây giờ mình cũng đang xuôi với chị Hằng, xong mình vô đây hết, bây giờ là nó cho mình cũng không một năm á. Thôi ở đi, ở cải tạo cho tốt đi. Ừ. Hả? Sao chị Hằng cái nói gì? Ở mà đang mình cải tạo cho tốt để ra mình đừng có đi homeless nữa. Thì bởi vậy bây giờ chứ nhờ chị Hằng, bây giờ tâm này là chị Hằng chắc chị tụi em cởi mấy cho em xin mấy con sách chị mấy em được không? Chứ lại lại trong này tụi em không có bà con cô bác gì đó. Cũng như là không có người thân mật gì đó, bởi vì do thị nó cũng đâu có ai đâu. Thì nói, nếu như chị giúp cho em gọi vô các cái trường không, hay là chị vô bây giờ có gửi á là chị cho tập thể với nhau cho đồ ăn, ví dụ như cho mì gì đó muốn ăn á thì gửi, sao chị chưa có gửi đồ vô tù á? Không, chị gửi đồ vô tù á thì là chị phải mua vô trên chỗ gì là ai không chừng như là chị phải mua cái package đó, là chị là cái package là 40 bạc hay là 250 bạc đó. Thì chúng nó có mì gói nè. Rồi nó có bịch ship đồ này nọ chị Hằng hiểu không? Nhưng mà chị phải lên cái chỗ nó gọi là ik.com á. Lên trên trang mạng ik.com. Thì đúng rồi, bây giờ là em đưa số cái bút kia của này cho chị nè. Rồi bây giờ á là cái gì đó phải có cái số gửi qua cho ai thì mới nhận được chứ. Anh Mía ghi giùm lên đi. Không có cho biết. Chị gửi cho em hay là cho hay là Mỹ hay là ông Phúc giúp được. Biết rồi, bây giờ gửi chung vô, một người nhận thôi nhưng mà phải chia ra cho 3-4 người ăn. Chia ra cho cả nhóm ăn, ok. Thì bây giờ chị Hằng cho ăn. Chứ chị Hằng không có cho tiền, chị Hằng không có tiền, không có cho tiền mà cho ăn, ok. Đúng rồi, chị gửi vô ai khai, chị lên mạng ai gì, ai.com á, ok. Ai gì đó không? Bây giờ chị có cái chiếc lông, chị lấy cái số. Rồi rồi, bây giờ ai gì hồi nãy nói ai gì đó không? IK spell không? Spell sao? Không, IK cũng như là CAOE á, IK. I.k.com. Chữ I rồi K.com. I. Rồi chữ K là cũng như là mình lo người đó đó. IK. IK thôi hả? I and K. IK.com. Dạ đúng rồi. Cái gì rồi xong là cái K là CAOE. CAOE. OK. CAOE. CA. A là Apple. OE. Oh, IK. Rồi I know.
ca.com đúng rồi. À ik.com. Okay. Thì cái mạng nó sẽ là cái nó gửi về cho tới chào lên cái tên order cho người nào. Ok tên em là tên Cường Hồ. Cường Hồ, gửi gì nữa? Dạ, cái số booking number của em á, số booking number của em á là 22. 22, số tù quá ha. Không, cái số cái booking number đó 22 00. 22 00. 1238. 1238. 22 00 1238. Đúng rồi, cái số đó là booking number. Còn cái số mà kia xe đó, nó có một số kia cái xe nữa là DOJ478. Bây giờ nè, thí dụ lên trên trang mạng đó là mới vô trang web này mới đánh cái số nó tù này ra. Phải không? DOJ478. Thôi bây giờ tôi vô được cái trang web đó, gửi được là người ta hướng dẫn tiếp thì mình biết mình đấy rồi. Okay. 478 là của ai? Chị gửi vừa rồi phải không? Chưa, đâu có gửi gì đâu cha nội, chưa bao giờ gửi. Ok, chị Hằng ơi, dạ. Chị Hằng vô tâm cho em nữa. Trời đất ơi, Hằng không có rảnh, chủ nhật nè, Hằng đi Việt Nam rồi đó cha nội. Để coi Hằng có làm kịp cái này thì Hằng gửi đồ vô cho mấy anh em ăn một lần ha. Giống như là gọi gửi tập trung vô cho ăn mì gói snack hay là nước ngọt gì vậy đó. Thì đó thì là trong cái màn ảnh đó thì là chị có quyền chọn chị cho em gì cho. À ok. Ok. Thì nói trong này là ba người đó. Em ông Tùng với lại thằng Sĩ đó, ok. Thì coi bây giờ là gửi là tên của Cường nhưng mà Cường chia ra cho mấy người kia ăn chung á. Là nói đồ của tụi em ăn chung mà. Mày chỉ có ba anh em Việt Nam mà. Đó nói đồ của chị Hằng cho ba anh em ăn chung. Chị hiểu không? Chị gửi vô cho em là ba tụi em mà nhớ là nhớ chị Hằng tới luôn mà. Trời đất ơi, mấy ông vô tù mấy ông cũng gọi tôi tập thể nữa trời. Kiếm chỗ đậu chỗ nào đi anh, chỗ này khó quá. Thì cho ăn ở ngoài đi, lúc đi lang thang ở ngoài cho ăn. Trời đất ơi, muốn về cho muốn mấy ông nội ra tù thì mấy ông nội phải đi làm, kiếm công an việc làm cho mấy ông nội làm chứ muốn làm gì. Chị Hằng ơi, đúng rồi, em ở ngoài em đi làm đàng hoàng mà. Muốn mấy ông nội sống tốt, biết không? Ở ngoài phải đi làm. Đúng rồi. Muốn sống tốt chỉ muốn nhiêu đó thôi à, chứ muốn gì hết á. Muốn sống tốt có công an việc làm đàng hoàng, đừng okay, có. Bây giờ ông này ông muốn nói chuyện với chị Hằng này nè, ông nói chuyện chị Hằng một xíu nè. Ông nào nữa? Ai anh Tùng hả? Anh Tùng nè. Sao làm giấy cái giấy tờ sẽ xin anh tới đâu vậy? Trời ơi, anh ở trong tù hay gì cái điện thoại anh có được đâu mà kiếm anh liên lạc số điện thoại anh cho là số gì đâu không? Phải hỏi anh information đủ thứ chứ đâu phải. Hoặc là khi nếu mà anh ở ngoài dẫn anh đi lại chính đích thực anh ngồi để anh khai báo những cái gì đó người ta mới điền đơn được. Mà khi anh cho số điện thoại gọi cho anh có được đâu. Rồi bây giờ nè thì nếu mà trường hợp em gửi đồ ăn vô được tại chủ nhật thì em đi Việt Nam rồi. Đi kiếm chỗ bên kia đậu đi. Em gửi đồ vô được thì chia cho ba anh em ăn chung nha. Mì hay là chip, nước ngọt, okay. Bánh rồi vậy đó. Ha. Ok. Ok anh Tùng okay, rồi. Thì anh cũng cảm ơn anh chị Việt Nam hả? Chủ nhật nè em đi rồi. Wow, thì thôi anh cũng chúc em vui vẻ không? Dạ, ok em anh. Em. Rồi mấy anh nó gán. Gán cải tạo đi tốt. Đi một tháng em về. Ok. Ok thì cũng chúc em đi vui vẻ. Mà. Dạ, mấy anh gán cải tạo tốt nha, ra rồi Hằng giúp cho công an việc làm ha. Ok em. Okay. Rồi. Nhớ cái xe màu vàng không? Nhớ rồi, giờ ông Tùng Đen thì nói ra cái nhớ rồi. À hả? Dạ. Okay. Ok anh Tùng. Okay. Rồi. Cái gì em mấy tháng nữa anh gọi cho em. Ok, thôi gắn ở trong đó cho nó hết đi. Ha. Okay. Rồi. Okay.
Dạ, bye anh Tùng. Cảm ơn em nhiều. Ừ, ok, bye. 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 Trời đất ơi, vô tụ tập thể. Ba người trên. Mà tụi nó hay, sao nó nhớ số của tôi trong bụng tụi nó hết trơn vậy ta? Hay thiệt á. Rồi bây giờ mình kiếm chỗ đậu xe hơi khó đó. Đó, cả nhà thấy không? Bây giờ mấy anh em ở ngoài đó là mấy anh em homeless đó, chỉ cần nhớ số điện thoại của chị Hằng Kali trong đầu chứ đâu có ai ghi hồi nào đâu. Mà coi như thằng Toàn mà nó nói là thằng Toàn thì nó nhiều việc quá. Nói thậm chí số của chị Hằng em không nhớ được. Trời đất ơi mà lúc đó. Đó còn giờ mấy anh em trong tù á khi gọi Hằng á cha mấy cha nào đây, khỏi Hằng là biết mấy ông homeless chứ không ai chứ. Tại vì chỉ có mấy ông homeless mới nhớ số điện thoại của Hằng Kali à, nhớ in trong đầu á vui lắm. Để cầu cứu. Đó giờ xin đồ ăn. Ở trong đó không có ai, không có thân nhân. Giờ xin giống như thèm ăn mì rồi chứ trong cho ăn đồ mễ không thấy bà luôn. Bởi mà không thèm mì rồi đâu có. Đó cái basket. À gửi basket có chip, có nước ngọt thì mình muốn chọn cái gì vậy đó. Hoặc là mì. Vậy đó. Ở nhà tù em Wood để về Gundon ảnh đánh lên coi. Nãy có ghi này nè, coi nó ổng đánh lên coi coi. Order gửi làm sao thì gửi cho tụi nó một cái bucket đồ ăn đi. Rồi bây giờ là đang chở em Việt đi ăn mà cái bộ chủ nhật là cái bộ đông quá ha. Em chỗ đậu cũng mệt. Bây giờ đậu tuốt làm sao đi anh Danh ơi, đi bộ. Em chấp chị rồi lấy bàn chứ. À hả? Nhớ. Thank you.
mi một người. Năm mi. Đi qua đây đứng đi. Trời, cơm 8 giờ này nó quá đông. Lần đầu tiên dẫn hả vậy anh nhanh, lần đầu tiên dẫn áo vũ cửa hàng đi ăn cơm tắm mà bị sắp hàng. Nó thích ăn barbecue rib vậy. Cần đi ăn barbecue rib. Rồi đây. Nó chưa đặt nào. Có nó đi mà. Nó đến giờ rồi. Vì em ăn cái có học. Gặp bạn tăng. Rồi tiếp. Barbecue họ cứ kêu cơm tắm thường bà đại hàng cho đó. Ôi gió lạnh quá hả? Vịnh nó ốm lắm, tại nó mặc đồ thấy từ từ cũng nên.